Xin hân hoan chào đón các em học sinh đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô là Nguyễn Hoàng Anh Thư. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài tập đọc lớp 4 mang tên Rất nhiều mặt trăng tiếp theo. Ở bài Rất nhiều mặt trăng lần trước, chúng ta đã thấy được sự vui mừng khôn xiết của nhà vua như thế nào khi thấy công chúa tỉnh lại, phải không nào các em? Như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu qua bài tập đọc ngày hôm nay để xem sự việc gì sẽ diễn ra tiếp theo nhé. Đây chính là bài tập đọc Rất nhiều mặt trăng tiếp theo. Bài tập đọc này cô sẽ chia thành những đoạn như sau. Đoạn thứ nhất từ nhà vua cho đến các nhà khoa học đều bó tay. Đoạn thứ hai từ mặt trăng cho đến chiếc dây chuyền ở cổ. Và đoạn thứ ba là đoạn còn lại. Như vậy, chúng ta thấy được rằng nhà vua khôn xiết vui mừng khi thấy con mình đã tỉnh lại. Nhưng lại lo lắng một điều, đó chính là đêm hôm ấy mặt trăng đã sáng vằng vặc. Và ông lo sợ rằng nếu mặt trăng sáng như vậy, công chúa sẽ nhận ra mặt trăng trên cổ của mình là mặt trăng giả và sẽ ốm trở lại. Ngay lập tức, ông đã cho vời các vị đại thần cũng như là các nhà khoa học đến để nghĩ cách làm cho công chúa không thể thấy mặt trăng ấy được. Nhưng các em có biết không, các nhà khoa học và các vị thần đều bỏ tay. Như vậy, theo các em, vì sao các vị đại thần, các nhà khoa học lại không giúp được? À, đó chính là do mặt trăng rất to và xa. Mặt trăng tỏa sáng rất là rộng lớn nên không thể nào chúng ta không nhìn thấy mặt trăng được. Và không có cách nào làm cho công chúa không thể thấy mặt trăng ấy được. Như vậy, sau khi các nhà khoa học đã bó tay, không thể nào tìm ra được cách để có thể cho công chúa không thấy mặt trăng, thì ta thấy được rằng nhà vua đã rất là lo lắng. Đây chính là nội dung của đoạn 1, nỗi lo lắng của nhà vua. Các em hãy cho cô biết chú Hề đặt câu hỏi gì với công chúa? À, chú Hề đã đặt câu hỏi, làm sao mặt trăng lại chiếu sáng trên bầu trời trong khi nó đang nằm trên cổ công chúa nhỉ? Ta thấy được rằng câu hỏi này nhằm mục đích là dò hỏi công chúa nghĩ thế nào khi thấy một mặt trăng đang chiếu sáng trên bầu trời và một mặt trăng đang nằm trên cổ cô. Như vậy, từ những câu hỏi này ta cũng thấy được sự lo lắng của chú Hề, phải không nào các em? Vì sợ công chúa phát hiện ra mặt trăng trên cổ mình là mặt trăng giả lại sẽ ốm nữa. Như vậy, ta thấy được rằng sau khi mà chú Hề đã hỏi công chúa những câu hỏi ấy, thì công chúa đã đáp như thế nào? Công chúa đã nói như sau. Một chiếc răng mất thì răng mới sẽ mọc. Một khi hoa cắt đi thì hoa mới cũng sẽ mọc. Và mặt trăng cũng vậy, mọi thứ đều như vậy. Khi nghe công chúa nói những lời này, thì chú Hề đã đáp như sau. Con hu mất sừng, sừng mới sẽ mọc. Đêm thay thế ngày, ngày thay thế đêm. Qua cách ứng xử của chú Hề cũng như là qua cái nhìn của công chúa, các em có nhận xét gì nào? Ta thấy được rằng cách nhìn của công chúa là một cách nhìn của trẻ em, và cách nhìn của trẻ em về thế giới xung quanh thường rất khác so với người lớn. Như vậy, qua đoạn vừa rồi ta thấy được cái nhìn của công chúa về cuộc sống. Và chúng ta thấy được rằng bài tập đọc này rất là đơn giản và gần gũi với chúng ta, như muốn nói lên rằng trẻ em rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Nghĩ về đồ chơi như các vật có thật và nhìn về thế giới xung quanh rất khác so với người lớn, và cũng giải thích về thế giới xung quanh khác với người lớn. Như vậy, ta thấy được rằng qua bài tập đọc Rất nhiều mặt trăng tiếp theo, cho ta thấy được nỗi lo lắng của nhà vua. Khi mặt trăng sáng, công chúa biết mặt trăng trên cổ là giả thì sẽ ốm lại. Vì vậy, ông đã nghĩ mọi cách để có thể mời được các đại thần nhà khoa học nghĩ cách. Từ những chi tiết này, ta thấy được rằng đây chính là tâm trạng chung của những người làm cha, làm mẹ, luôn quan tâm, yêu thương con cái của mình. Ngoài ra, ta thấy được hình ảnh cái nhìn của công chúa. Qua những cái nhìn này, cho chúng ta thấy được sự đơn giản trong suy nghĩ của những đứa trẻ, phải không nào các em? Hy vọng rằng bài học ngày hôm nay đã mang đến cho các em nhiều kiến thức thật bổ ích. Cô chúc các em học nhanh, nhớ lâu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Siêu trí nhớ học đường lần sau.